chào bạn. Hôm nay đại lý Tuấn Đức chúng tôi xin giới thiệu bạn cái buồng tiệu có kích thước tương đối nhỏ là U-440V cộng với lại là cái van xạ tiệu UF-7V. Thì cái buồng van xạ tiệu này là van xạ nhấn đó. Và chúng ta sẽ gắn với buồng tiệu nó cái vị trí nó kiểu như này, thực tế nó cũng lắp đặt như này ha. Ngoài ra buồng tiệu này chúng ta vẫn có thể lắp được van cảm ứng, nhưng mà thường những cái dòng buồng tiệu nhỏ này chúng ta ít khi lắp van cảm ứng lắm. Cái buồng tiệu này thì nó đã bao gồm con thỏ nằm trong đây nha bạn. Đây, còn đây là cái vị trí có một cái lỗ đây để bắt cái bát vào đây. Trong ngoài đây, trong đây thì có cái rốn tiệu. Cái này nó nhằm mục đích là thẩm mỹ. Còn đây nó có các lỗ cấp nước thẳng xuống dưới đây. Thì trên đây thì có logo kiểu của Inac nằm ở vị trí này. Thì cái van nhấn này thì nó nhấn vào, chỉ nhấn vào là nó sẽ cấp nước được. Và cái van này cũng là những cái van bán chạy của Inac. Thì cái buồng tiệu này hiện tại đang được trưng bày ở đại lý showroom Inac Tuấn Đức chúng tôi. Thì quý khách cần mua sản phẩm này có thể liên hệ chúng tôi theo số điện thoại dưới cùng với link, hoặc link vào trang tdm.vn. Cảm ơn, xin hẹn gặp lại.